Bài 5 Luân hồi, biên soạn Thích Tâm Thiện. A. Dẫn nhập. Luân hồi là một thể tài rất sinh động và rất được quan tâm đối với con người. Chết rồi sẽ đi về đâu? Tại sao sinh rồi tái sinh? Có cõi âm hay không? Vân vân. Đó là những dấu hỏi lơ lửng trong tâm của phần lớn của nhân loại. Các nền tín ngưỡng và tôn giáo trên thế giới đều có những quan niệm khác nhau về luân hồi. Riêng đối với Phật giáo, luân hồi không phải là một giáo lý đặc thù, cũng không phải là một vấn đề triết học cơ bản, nhưng nó là một sự thật hiển nhiên đối với những con người còn bị trầm luân trong sanh tử khổ đau. Do đó, trong các kinh điển của cả Nam Tạng và Bắc Tạng đều thẳng thoạt đề cập đến vấn đề luân hồi như là một hiện tượng trôi chảy của những đời sống nối tiếp nhau, đặc biệt là trong Bổn Sinh, Tiểu Bộ Kinh đã ghi lại các mẫu chuyện tiền thân của Đức Phật như là một xác chứng hùng hồn về cuộc sống luân hồi của một vị Đại Bồ Tát. B. Nội dung. Một La Mã định nghĩa. Luân hồi, tiếng Phạn là Samsara, có nghĩa là sự chuyển sinh, sự chuyển tiếp, sự diễn tiến liên tục của những kiếp sống, và sự chuyển sinh liên tục đó thường được biểu thị bằng bánh xe và được gọi là bánh xe luân hồi. Chúng ta có thể hình dung bánh xe luân hồi như là một vòng tròn sinh sinh khóa khóa của đời sống của muôn loài chúng sanh. Trên vòng tròn ấy không có điểm khởi đầu, cũng không có điểm kết thúc, và bánh xe ấy cứ quay mãi trong vòng trầm luân của sanh tử khổ đau cho đến khi nào con người tu tập và đạt đến sự giải thoát tối thượng. Đức Phật dạy: đêm dài đối với kẻ thức, đường dài đối với kẻ mệt, luân hồi dài đối với kẻ ngu không biết rõ chân diệu pháp. Hay La Mã nội dung. Sau khi thành đạo tại cội Bồ Đề, một trong những tuyên ngôn Khải Hoàng Ca đầu tiên của Đức Phật đã được cất lên giữa dòng đời với nội dung giải thoát dòng luân hồi trầm luân đã được ghi lại trong kinh Tạng như sau: trong dòng sống chết vô tận, ta đi mãi không dừng, từ bào thai này sang bào thai khác, đuổi theo người chủ ngôi nhà. Trong dòng luân hồi, chủ nhà ta đã nắm được ngươi rồi, ngươi không cất nhà lại được, cột kèo đã gãy hết, mái rường đã sụp đổ, tâm lìa hết tạo tác, tất cả đã diệt trừ xong, giải thoát khỏi dòng luân hồi. Một, luân hồi tái sinh. Qua bài kinh trên, chúng ta thấy rõ Đức Phật đã xác định sự thật về luân hồi một cách cụ thể qua hình ảnh tái sinh, từ bào thai này sang bào thai khác. Tái sinh là sự trở lại một đời sống mới, hoặc cao hơn, hoặc thấp hơn, hoặc như cũ, trong lục đạo, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sau khi đã kết thúc một chu kỳ sống, hay còn gọi là thọ mạng đã hết chết. Thông thường, khi nói đến luân hồi tái sinh, trong Phật giáo thường đề cập đến hai khái niệm cơ bản về sự sinh tử, đó là A. Chu kỳ sinh tử của từng sát na. B. Chu kỳ sinh tử của một đời sống. Về chu kỳ sinh tử của từng sát na, vì nó diễn ra quá nhanh chóng, như sự sinh ra rồi mất đi của một làn chớp, điện chớp, mà thuật ngữ Phật học gọi là niệm niệm sinh diệt. Sự sinh tử diễn ra trong từng ý niệm. Do đó, vấn đề chỉ được bàn đến trên một bình diện cao hơn, như trong thiền định hoặc các cảnh giới của tâm thức vân vân. Về chu kỳ sinh tử của một đời sống, do tính cách giới hạn của một chu kỳ sống, nghĩa là có thể ghi nhận qua bốn giai đoạn: sanh, lão, bệnh, tử và hoặc sinh thành, tồn tại, biến chuyển và hoại diệt của một chúng sinh, nên chu kỳ này trở thành chủ đề nghiên cứu về luân hồi tái sinh. Theo quan điểm của Phật giáo, tất cả muôn loài chúng sinh đều phải chịu sự chi phối của định luật vô thường. Đối với con người, vô thường chính là sự biểu hiện của sinh, lão, bệnh, tử trải qua nhiều kiếp sống, và cứ mỗi kiếp sống như thế đều được giới hạn bởi hai đầu sinh và tử. Tuy nhiên, sinh và tử chỉ là sự hoàn tất của một chu kỳ. Như thế, khi thân xác này hủy hoại, cái gì sẽ tiếp tục tái sinh, mở đầu một kiếp sống mới? Đây là then chốt để tìm hiểu về luân hồi. Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy rằng, con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, mà từ đó con người được sinh ra. Từ lời dạy trên, chúng ta thấy rằng nghiệp luôn luôn có mặt cùng với sự có mặt của con người.
và khi chết thì sự thể vật lý này tan hoại, còn nghiệp vẫn cứ tiếp tục trôi lăn theo dòng trầm luân của nó, hoặc thiện nghiệp hoặc ác nghiệp. Nhưng nghiệp không phải là linh hồn bất tử để nối kết các kiếp sống, vì bản thân nó là vô ngã. Tuy nhiên, chính nghiệp là cơ sở, là điểm trung tâm để qua đó dòng luân hồi xoay chuyển. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp là hành động có tác ý hay hành động được phát sinh từ tâm, và thông qua hành động của thân, miệng và ý mà nghiệp được hình thành. Nói đến nghiệp là nói đến thiện ác trong tương quan nhân quả. Và trong mối tương quan đó, động cơ chính để kiến tạo nghiệp là tham sân si, ác nghiệp. Và ngược lại là không tham, không sân, không si, thiện nghiệp. Từ đây chúng ta thấy rõ rằng chính tâm lý của mình là cơ sở để tạo nên nghiệp của mỗi người. Con người là kẻ quyết định cái nghiệp của mình, cái định niệm do mình tạo tác. Và cũng chính con người là kẻ duy nhất có thể giải thoát mọi nghiệp lực của mình, đi ra khỏi dòng luân hồi tái sinh. 2. Nghiệp và tái sinh. Trong Đạo Phật, nghiệp được trình bày gồm nhiều loại, nhưng nghiệp cơ bản là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Về mặt tính chất, nghiệp được phân thành 4 loại như sau. 1. Cực trọng nghiệp. Nghiệp loại nặng như giết cha mẹ, giết người, vân vân. 2. Tập quán nghiệp. Là nghiệp do thói quen hình thành. 3. Tích lũy nghiệp. Là nghiệp do tích tụ từ cuộc sống thường ngày. 4. Cận tử nghiệp. Là nghiệp lúc sắp chết. Như đã trình bày, trong suốt dòng luân lưu của sinh tử, tử sinh, từ đời sống này sang đời sống khác, nghiệp bao giờ cũng đóng vai trò trung tâm của sự luân chuyển. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tái sinh, thì cận tử nghiệp là điều kiện quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến sự tái sinh. Cận tử nghiệp trên một góc độ nào đó có thể nói là hệ quả được cô kết trong suốt đời sống của một kiếp người. Đồng thời, nó cũng là dòng nghiệp thức mạnh nhất, thúc đẩy thần thức của con người trước, trong hoặc sau khi chết tìm kiếm một sự tái sinh. Thông thường khi sinh tiền, con người làm lành hay làm ác, các hành động của thân, miệng, ý đó đều được lưu vào trong tàn thức, như những hạt giống được gieo vào và nằm im trong lòng đất. Cho đến khi sắp chết hoặc chết, thân thể và các quan năng không còn hoạt động. Lúc bấy giờ chỉ có tâm thức hoạt động. Tuy nhiên, tâm thức lúc đó không phải là tâm thức ở trạng thái định tĩnh, tự chủ, linh hoạt, vân vân, mà trái lại, nó rơi vào trạng thái bất tỉnh, hôn mê, hoảng hốt, phách lạc, hồn siêu. Và ngay lúc bấy giờ, mọi tạo tác của con người hoặc thiện hoặc ác, còn gọi là thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, từ trong quá khứ, khi còn sống, sẽ tạo thành dòng nghiệp thức gồm những ý lực cực mạnh để thôi thúc thần thức của con người đi tìm cảnh giới tái sinh. Cần lưu ý rằng, các tập quán, thói quen, nhất là sự luyến ái, chấp thủ, khi còn sống sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cận tử nghiệp. Do đó, nếu sống an lạc thì chết cũng an lạc. Sống còn khổ đau vì tham, sân, si, thì đương nhiên chết cũng khổ đau như thế. Vì sống và chết chỉ xuất hiện trên một tiến trình, như thức và ngủ. Vì vậy, để có sự giải thoát, ngay tại đây và bây giờ, cần phải luôn luôn hướng tâm đến sự xả ly thanh tịnh, xóa bỏ mọi sự tham ưa và bám chiếu. Thánh nhân có dạy rằng, thế gian như một con thuyền, hãy đi trên nó chứ đừng mang vác. Từ một vài chi tiết trên, chúng ta thấy rằng sự sống và chết của con người có được an lạc hay không là tùy thuộc vào dòng tâm thức của mỗi cá thể. Sau khi thọ mạng đã hết, chết, thì thân xác sẽ tan hoại, nhưng dòng nghiệp thức, thần thức sẽ tiếp tục đi vào các đời sống mới trong 6 cõi: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, tùy theo nghiệp lực thiện hay bất thiện. 3. Nghiệp thức sinh và tái sinh. Theo Kinh Trung Bộ tập 1, sự xuất hiện của một con người bao giờ cũng hội đủ 3 điều kiện: A. Cha mẹ có giao hợp. B. Người mẹ có thể thụ thai. Và C. Phải có mặt nghiệp thức. Nếu không có mặt nghiệp thức thì thai nhi không thể sống. Về nghiệp thức còn được gọi là hương ấm hay là kiết sinh thức, khi điều kiện hội đủ và do nghiệp chiêu cảm mà kiết sinh thức đi vào thai mẹ. Lúc bấy giờ,
kiết sinh thức được xem như là ý niệm tối sơ của một đời sống mới. Cho đến khi chết, cũng dòng nghiệp thức ấy thúc đẩy tìm kiếm tái sinh, nên được gọi là nghiệp dẫn tái sinh. Thực ra, cả sự sinh và tái sinh đều được căn cứ trên dòng vận hành của nghiệp thức, và từ sinh cho đến tái sinh sau khi chết, trong suốt quá trình đó, đời sống của một sinh thể được hình thành qua cơ cấu của 12 nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu não. Về ý nghĩa của 12 nhân duyên, xem bài Tam Bảo, Ba Pháp Ứng. Như vậy, 12 nhân duyên chính là sự hiện hữu của con người. Và trong 12 nhân duyên, các chi phần vô minh, hành thức và danh sắc là các yếu tố chính của nghiệp dẫn đến tái sinh. 4. Các quan niệm về chết và thân trung ấm. Trong Nikaya đề cập đến sự chết một cách cụ thể như sau. Thứ nhất là chết do sắc thân đoạn diệt. Hai là chết do thọ mạng đã hết và do nghiệp ở đời đã hết. Bên cạnh đó, còn có trường hợp chết đột ngột, bất đắc kỳ tử, chưa đến lúc mà chết. Nhìn chung, sự chết được xem như là sắc thân, cơ thể đã đoạn diệt. Một vấn đề khác nữa là thân trung ấm. Theo một số chủ thuyết của Đông Sơn Bộ, Chính Lượng Bộ thuộc Hữu Bộ cho rằng, sau khi chết là trước khi tái sinh, ở giữa đó là thân trung ấm, trung gian. Thời gian của thân này là thời gian chuẩn bị tái sinh, nó kéo dài không quá 49 ngày, theo Thiết Ma Đạt Đa. Có thể do ảnh hưởng của quan niệm này mà có tục lệ cúng thất, thất trai tuần, 49 ngày. Tuy nhiên, theo Nikaya và A Hàm thì từ tử tâm cho đến kiết sinh tâm chỉ diễn ra trong vòng 1 đến 2 sát na tích tắc, do đó không cần có thân trung ấm, trung hữu. Thực ra, theo người viết nhận định, thân trung ấm cũng là một thân vi tế, tịnh sắc thân, một cảnh giới trong hằng hà sa thế giới, và đương nhiên nó cũng vô thường, biến dị, cũng luân hồi sinh diệt. Vì thế, không có gì mâu thuẫn giữa tử tâm và kiết sinh tâm trong Nikaya với quan điểm có hay không có quan điểm sắc thân trung ấm. Vì lẽ, thời gian 49 ngày cho một thân thức đương nhiên không có gì vô lý. Khi tại trần gian có những đời sống dài nhất chỉ một vài ngày, như loài mũi mồng, vân vân. 5. Để có một sự chết trong thanh bình an lạc. Đây là vấn đề trọng yếu của con người. Như đã đề cập, sống và chết cũng như thức và ngủ vậy thôi. Chúng ta không nên quan tâm quá đáng về cái chết, vì ai cũng chết. Nhưng điều đáng quan tâm hơn là sống và sống như thế nào để đến lúc chết được bình an. Vì lẽ đó, đối với Phật tử, cần phải sống giữ tâm linh trong sạch, đừng làm điều gì gây khổ đau cho chính mình và cho kẻ khác. Nhất là phải luôn luôn ý thức rằng cuộc đời là vô thường, trần gian này là chiếc cầu, hãy đi qua nó chứ đừng xây nhà trên nó. Cho đến khi nào tâm được trong sạch, thanh bình, không còn luyến tuyết, không còn bám chiếu vào bất cứ điều gì, dầu gia tài sự nghiệp, dầu vợ đẹp con ngoan, vân vân, thì khi đó sự chết của bạn như lên thuyền sang sông, giải thoát mọi khổ đau, chết trong sự bình an phúc lạc. Đức Phật dạy, bỏ quá khứ hiện tại và vị lai, đến bên kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả, chớ vướng bận sinh già bệnh chết. C. Kết luận. Tìm hiểu về luân hồi là để sống được an nhiên, tự tại, và chết cũng được an nhiên, tự tại. Chúng ta không cố tìm gặp luân hồi, vì luân hồi đang trôi chảy ngay trên thân của mỗi con người, như dòng máu luân lưu. Cái khổ đau nhất của người đời là tham muốn và nắm giữ các đối tượng của tôi và của cái tôi thích, tôi yêu. Bạn có thể tập buông bỏ từ từ cái tâm lý tham muốn và nắm giữ đó. Nhưng nếu một mai, khi vô thường đến, thần chết đến hỏi bạn, thì bạn hãy ngay lập tức hướng tâm đến sự từ bỏ tất cả, sự không tham luyến tất cả, sự thanh tịnh bình an.
sự chánh niệm tỉnh giác, vì đó là điều kiện tối cần thiết cho sự tái sinh và một đời sống tốt đẹp hơn và cao cả hơn. Và để làm được điều đó, ngay bây giờ và ở đây, bạn hãy thực tập tư duy về vô thường, vô ngã. Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, vô minh nẻo trước